trong khu vực này cái nào. Giới thiệu các bác là buổi chợ hôm nay thì giống như buổi chợ khác thôi, nó vẫn là những cái khu vực của người bán rong rải rải đây và những nhà xe cao cấp hơn và một những đồ bán tải lại cao cấp hơn nữa đấy. Thì tôi vừa đi một vòng rồi, rồi đến khu vực này thì nó của các bác bán rong. Đây là cây của ông à? Mua cái nào? Cây sung là bao tiền không? Đâu? Đây. Mua hay là quay? Quay đây. Thôi quay lấy cái ý là đáng nghe bán bao nhiêu triệu nhưng mà quay lấy 2 triệu rưỡi. À, là 2 triệu rưỡi. Sung này đẹp ghê nhỉ? Cây chân thì đẹp thôi. Này, cái ghế. Thôi. Để chỗ này nè. Thôi. Đấy, nghệ nhân mình rất là nghệ sĩ. Ổi này. À, cơm nguội. Cơm nguội. Cái này nó bao nhiêu tiền? 600 nghìn. À, nó lại ra đây à? Mấy cái dòng này hay phết à? Cơm nguội. Cái này cây lão đẹp này. Xanh Nam Điền này. Cái này bao tiền đấy? 6 triệu. Cái này 600, cái này 6 triệu. Đấy, 66 lắm đấy. Đấy. Này mà chân nó đẹp thì khối tiền. Rồi, không ạ. Mua được cái này được. Cây láo đẹp, tao được cái láo nhỏ đẹp. Bây giờ mình phải nuôi chứ vã cái đồ mà nó sạch rồi thì chết. Nuôi xong lại có người phải đến xin chết. Bao tiền thưởng? Mặt sau lão lành lặn đấy, nó lành đấy, có cái này nó vò tốt. Cái đấy là cho cái hai ấy đục xong nó lại rồi nha. Chỗ này nảy được, nó lại lên được cái đấy rồi. Quá người lão rất hay, đầu voi đuôi chuột cứ dễ xuống đây nữa, đẹp Thanh Nam Điền đấy. Còn cái này thì bao nhiêu? Này là xanh quê. Bao tiền? 10 triệu. Sạch sẽ, đất Nhật. Long trồng Nhật rồi. Đẹp lắm, cái này bóc lá ra đẹp. Bóc lá ra đẹp. Ai bỏng ngô, bỏng rào, rào đứt đi. Kẹo rồi, kẹo nào. Ok, cảm ơn gian hàng. Đấy, cây của vùng đen này. NH bán cây đây. 18866. Chơi sạch sẽ, sạch như chùi bố đây, sạch như chùi này, hợp với các bố người chơi nặng cắt giật. Riêng những cái thân này mà người nó múc ngay đấy, còn sạch sẽ, ngồi chậu hàng nào ngồi chậu lâu năm, tất nhiên là nó bây giờ là nó chỉ có thế này. 12 triệu. Hôm nay đi triển lãm thì chả ai chê được rồi. Mỗi tội là nó chỉ thế này thôi. Điện.
rất bắt mắt nhưng mà nó không đi xa được. Vâng, đấy, đánh giá một cái cây như vậy. Nhiều khi những cái phôi nó rất là còn đơn sơ nhưng mà tương lai nó sẽ sáng hơn cửa nó rất nhiều. Còn cái này nó như thế này thôi, hợp với những người chơi. Đấy, anh này, dành cho người chơi luôn. Ra và hợp với người chơi luôn. Con này bao tiền này? 12 triệu sao? Hợp với người sẵn chơi. Chơi vào là không ra cái giới hết. À, có thể ra được nhưng mà đối với những người cũng giống như mình là giao dịch được. Cố to hết. À, có một cái quả treo kia. Ngọc mai đẹp quá nhỉ. Mua đi. Ai mua ngọc mai bán? Thùng đen đi SH bán cây đây. 12 triệu. Cũng 12, hôm nay lắm 12 đi. 12 triệu. Lắm được thế nào chưa? Cây nào thích mua tôi không tiền nữa. Đây à, cây này của nghệ nhân à? Dạ, vợ chồng con này. Đấy. Gia đình. Cái này theo tung tắc của hai đứa con thôi. Chỉ có để nữa. Không bị vô sinh đúng không? Cái này sạch đá. Thì nó để vào nãy như thế này. Bao thuốc lào nào rơi kia tiếc quá. Không. Cái này bao nhiêu bác? Cái này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Còn cây kia? Cái kia đặt hơn. Hả? Còn cái tùng này bao nhiêu? Của hưởng 4 triệu. 4 triệu. Bóng hưởng ý. Ừ, rồi rồi, đây đây, hàng đây. Dắt 2.000 đồng nó vào đây. Trái nghỉ. Nước nó đang thẳng thẳng. Đâu cái này đây, cái nó này nhanh lắm. Nửa tháng nó bất nợ này rồi. Chỉ được chơi nhé. Nó này nó nhanh như vậy. Đông người thế. Anh em sẽ xem cái kia sẽ rất là kết vì nó sạch. Nhưng mà mình rực rưng lắm. Đấy, đây này nó sẽ bóng hưởng. Cái đây mới được. Cây nào chả là cây. À, hôm nay hàng có cái này rồi. VIP nhất chợ đấy. Này anh em mua đồ dùng đi. Được. Hết rồi, hết một vòng rồi các bác. Có lẽ là kết thúc ở cái cây của Hùng Đen kia thôi. Để cho nó đẹp của mình. À rồi, nghệ nhân đây rồi. Tìm mãi không ra. Có cây nào vip vip để báo giá này. Đây 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 đây. Ông cầm lên, ông cầm lên. 10 triệu hay sao mà viết số 10 kia. Con là đấy, bao nhiêu tiền? Con này 9 triệu. 9 triệu à. Viết 10 nhưng bán 9 thôi. Đồ chơi đấy. Đồ chơi mà, em chỉ có đồ chơi thôi. Xoay một vòng, có xoay một vòng được không? Đấy, mặt đẹp, rất đẹp. Gọi là không có đâu thôi. Độc cô cầu bại. Em thấy tuyệt vời đấy. Bệ của nó cùng lá án mà được cái bệ này. Bé này ít lắm. Tùng thì to thiếu gì, bé này ít lắm. Đấy, đấy, đẹp. Đẹp quá. Dáng nó điệu lắm em ạ. Điệu lắm. Tuyệt vời. Tiền 9 triệu kiếm được chứ còn kiếm được một tác phẩm này. Đấy. Kiếm. Bao nhiêu năm tháng nha. Hôm nay là xây quê. Mấy đồng đây? 4 triệu rưỡi em ạ. Đấy, rất hợp ý nha. Đấy, xây quê. Lại làm vòng đi. Có quay được không? Rồi. Em thấy đẹp thế này. Vip quá, vip quá. Úi giời ơi. Đấy, em thấy không? Quá lại đẹp. Lại không có đối thủ. Không có đối thủ mà. Đấy. Mua đi em ơi. Vui, nói chuyện vui các bạn. Kết thúc khung hình ở cây của. À, anh em đứng ở trên xuống không? Ok.
loạt mini của bố con nhà đấy thì nó nay nó ngồi ở kia. Xanh Nam Điền. Ok, cảm ơn các bác. Thôi, xin phép đi làm thôi cho kịp giờ các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở phiên chợ tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại. Sắp Tết đến nơi rồi.